Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm xuống dưới 24.500 đô la khi các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng châu Âu tiềm ẩn được kích hoạt bởi những lo ngại về Credit Suisse. Cổ phiếu của ngân hàng khổng lồ đến từ Thụy Sĩ, Credit Suisse, vốn đã bị rung chuyển bởi các vụ bê bối trong năm qua và thua lỗ trong năm quý liên tiếp. Cổ phiếu của ngân hàng này đã giảm mạnh sau khi các nhà đầu tư lớn nhất của nó là Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ không đầu tư vốn vượt quá 1,5 tỷ đô la mà họ đã gửi vào ngân hàng năm ngoái. Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út sở hữu lượng cổ phần lên tới 9,9%. Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã tạm thời ngăn chặn thiệt hại sau khi tuyên bố sẽ cung cấp tài khoản cho Credit Suisse nếu cần, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng sự lây lan của hai ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ đã lan ra nước ngoài. Credit Suisse là một câu chuyện lớn hơn so với ngân hàng Silicon Valley và điều này khiến phố Wall vô cùng lo lắng. Không chỉ Bitcoin giảm giá, áp lực đang tác động lên cả chứng khoán, giá dầu và đồng euro. Mặc dù tình trạng hỗn loạn của ngân hàng cuối cùng có thể trở thành cơ hội tăng giá đối với Bitcoin, nhưng hiện tại, việc tiền điện tử suy yếu là điều hợp lý. Trong khi đó, công cụ FedWatch CME cho thấy hiện có khoảng 55% các nhà giao dịch tin rằng Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC bắt đầu từ ngày 22 tháng 3. Thêm 45% kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Một sự thay đổi rõ rệt so với một tuần trước khi ngày càng có nhiều nhà phân tích cảm thấy Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Thông tin tiếp theo. Theo Glassnode, nguồn cung Bitcoin đang dần phân tán từ cá voi và các sàn giao dịch sang các ví nhỏ hơn theo thời gian. Các nhà đầu tư nắm giữ ít hơn 50 Bitcoin gần đây đã hấp thụ khối lượng tiền đáng kể nhất. Nguồn cung do các sàn giao dịch và thợ đào nắm giữ cũng được xem xét để phân loại. Một chỉ số có liên quan ở đây là tỷ lệ hấp thụ hàng năm, đo lường sự thay đổi hàng năm về nguồn cung của các nhóm khác nhau theo tỷ lệ phần trăm của tổng số lượng tiền đã phát hành, nghĩa là nguồn cung mới mà các công ty khai thác sản xuất. Đầu tiên là biểu đồ cho thấy tỷ lệ hấp thụ của ví nắm giữ ít hơn 10 Bitcoin hàng năm đã thay đổi như thế nào trong suốt thời gian qua. Những ví này gần đây đã đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhất mọi thời đại, lần lượt là khoảng 105% và 119%. Điều này có nghĩa là nguồn cung do các ví nhỏ hơn 1 Bitcoin nắm giữ đã tăng 105% so với những gì các công ty khai thác sản xuất trong năm qua. Trong khi các ví chứa từ 1 đến 10 Bitcoin, thậm chí còn tăng thêm một tỷ lệ đáng kể hơn ở mức 119%. Tiếp theo là biểu đồ của các ví cá mập chứa từ 500 đến 1.000 Bitcoin và các ví cá voi chứa từ 1.000 đến 5.000 Bitcoin. Nhóm này đã đạt tỷ lệ hấp thụ ở Nam Dương. Tuy nhiên, những ví cá voi đã xuất hiện một chỉ báo tiêu cực, ngụ ý rằng nhóm này đã được phân phối trong năm qua. Sự thay đổi kết hợp về nguồn cung của cả hai nhóm này cũng là một dấu hiệu tiêu cực, vì sự phân bố của cá voi vượt xa bất cứ điều gì mà cá mập tích lũy được trong thời gian này. Dữ liệu về tỷ lệ hấp thụ của các sàn giao dịch cũng cho thấy các giá trị âm, ngụ ý rằng các nền tảng này đã phát hành nhiều đồng tiền và lưu thông. Các ví Bitcoin nhỏ hơn đã hấp thụ lực bán được phân phối bởi các nhóm này. Sự thay đổi nguồn cung này diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đồng thời là một xu hướng đã được duy trì trong suốt những năm qua. Biểu đồ này cho thấy nguồn cung được nắm giữ bởi các ví nhỏ hơn, với ít hơn 50 Bitcoin, đã dần chiếm ưu thế trong suốt lịch sử của tiền điện tử. Mặc dù tỷ lệ nắm giữ của cá voi có thể tăng cao vào một thời điểm nào đó, nhưng hiện tại, tỷ lệ nắm giữ của những ví này đã giảm xuống chỉ còn 34,4% trong toàn bộ nguồn cung lưu thông, thấp hơn nhiều so với mức 62,7% vào khoảng thời gian halving đầu tiên năm 2012. Sự di chuyển nguồn cung đang hướng tới các ví nhỏ nhất, đó là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là một dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đang trở nên phân tán hơn khi việc chấp nhận ngày càng tăng lên. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.